Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cá tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỵ Sửu. Tháng Tân Mão, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao trận. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày kỵ sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi, quý mùi, ất mùi, ngày thuộc hành hỏa, khác với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày xỉu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khác trong ngày tuổi đinh mùi ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi quý dậu kỷ dậu ất xỉu ất mùi vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ba nền trồng cây sao kính tâm tốt đối với an táng sao đại hồng sa tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày cũng có sao hoang vu xấu mọi việc sao cựu không kỵ về xây dựng nhà cửa, xuất hành, khai trương, cầu tài lộc, sau câu trận, kỵ về an táng, sau tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tý Sửu nhị hợp cho nên, với bạn tuổi tí đang có được báo hiệu trải qua một ngày khá chi là yên bình. Với bạn tuổi tí, ngoài sự thông minh và tinh tế, bạn còn có khả năng gắt gắn kết tập thể khiến cho công việc tín trị một cách thuận lợi hơn hạn so với những ngày bình thường. Ai nấy cũng nghe theo sự định hướng của bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận tình ngày chủ nhật này với bà tử tí đang có được những cơ hội xuất hiện ngay trước mắt. Vì thế, bạn cần phải nhanh chóng để nắm bắt, đừng có chần chừ, do dự nếu như không muốn cơ hội rơi vào tay người khác. Quý nhân xuất hiện, phù trợ khiến cho mọi việc với bạn càng trở nên thuận lợi và dễ dàng trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khác với Thủy, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý rằng gia đình bạn đang tồn tại một vài vấn đề không thể xiêm nhẹ. Nếu vợ chồng có điều gì đó bất mãn thì cần phải nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng với nhau, không nên giấu ở trong lòng, rồi đi kể cho những người khác. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc được thuận lợi, dễ dàng đạt được mục tiêu, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, thông minh, tinh tế, có khả năng hòa nhập, tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, có được cơ hội thăng tiến ngay trước mắt, tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, cần phải quyết đoán hơn, chớ nên trần trừ, do dự, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, vợ chồng có sự mâu thuẫn, không nên giấu những suy nghĩ ở trong lòng. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn 67 và số 51, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn, tuổi hợi. tử vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ cho nên về tình hình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có được điểm sáng bạn tuổi Sửu có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào các công việc làm thêm hoặc là dựa vợ vận may mà mình đang có được trong ngày hôm nay. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu, bạn không nên nảy sinh tâm lý há miệng chờ sung chỉ vì một lần kiếm tiền đua may mắn. Muốn phát triển bền vững thì với bạn tuổi Sửu cần phải là người ham học hỏi, dựa vào chính công sức của mình và không nên mong chờ đồng tiền từ trên trời rơi xuống trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy bạn tuổi sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm tới cảm xúc của người ta như vậy về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tiền bạc đủ đầy nhờ vào công việc làm thêm tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có được cơ hội phát tài một cách nhanh chóng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên trông cậy vào vận may hoặc là người khác, từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cố gắng dựa trên chính công sức của mình, từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21 và số 30, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dần, chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp ngày có kíp tài gây rối. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần dễ gặp phải rắc rối trong công việc khi ngày hôm nay không được thuận lợi với bạn. Bạn mệnh tuổi dần có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc là nghi ngờ của bạn bè, đồng nghiệp Tuy nhiên với bà tuổi dần, bạn không nên quá nóng giận mà cư xử mất bình tĩnh. Với bạn tuổi dần, bạn cần phải chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của mình bằng thái độ thẳng thắn và sự chăm chỉ trong công việc. Những điều mà bạn đã làm và sẽ làm sẽ được thực tế chứng minh ai đã nghi ngờ bạn và sẽ phải hối tiếc. Xem tử vi ngày chủ nhật này cho thấy hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn làm rất nhiều công việc trừ công việc động thổ và an táng. Nếu như có kế hoạch đã xây dựng từ trước đó thì với bạn tuổi dần nên thực hiện ngay, không nên chần chừ do dự quá lâu mà để mất đi cơ hội. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy phải chịu sự ganh ghét, nghi ngờ của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, kiên định với lý tưởng của mình. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, thực tế sẽ chứng minh ai là người đúng, ai là người sai. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, không nên quá nóng giận cư xử mất bình tĩnh từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 31, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi hợi, tuổi tốt. từ Vi Tuổi Mão, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Mão, xem tử Vi cho thấy, với bạn Tuổi Mão đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn Tuổi Mão và con cái đang càng ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn Tuổi Mão, bạn có thể sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Vì con cái không đạt được như kỳ vọng của mình. Tuy nhiên, bạn tuổi Mão cũng đừng nên áp đặt con cái mà hãy lắng nghe điều con cái thực sự mong muốn là gì cái đã. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy cũng có thể xảy ra những mâu thuẫn vì những quan điểm không thống nhất được với nhau. Với bạn tuổi Mão, đừng có mãi khăng khăng với quan điểm của mình và đã đến lúc bạn mở lòng ra để sẵn sàng tiếp thu những điều mà người ấy nói. Ngày Chủ nhật này với bà tuổi Mão cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cho thấy trong công việc bạn là một người chắc chắn và kiên định, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bạn nên bỏ ngoài tai những lời góp ý của mọi người xung quanh. Với bà tuổi Mão, cần phải học cách thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề đi. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy không nên áp đặt những suy nghĩ của mình lên con cái, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa hãy lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ không nên khăng khăng với quan điểm cá nhân mình, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc học cách nhìn nhận vấn đề trên những khía cạnh khác nhau, tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim hại mở lòng để lắng nghe người khác vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 42 số 55 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh chuối quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thìn tuổi hợi từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn Đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn đang có điểm báo gặp phải trục trặc trong công việc ngày này kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện và tác oai tác quái khiến cho mọi người lầm tưởng về bạn và với bạn tử thìn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối phó với những kẻ tiểu nhân và đối diện với mọi sự thị phi Tuy nhiên, bạn tử thìn, bạn trở nên nóng nảy và đặc biệt là không nối năng thiếu cẩn trọng. Bạn cần phải bình tĩnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận ra lẽ phải thuộc về ai. Nếu như bạn tử thìn luôn làm việc quang minh chính đại thì không có gì phải lo lắng cả. Bên cạnh đó, với bạn tử thìn, bạn cần phải suy nghĩ tích cực bởi bạn là người thuộc top quân giáp khổ trước sướng sau và trong ngày chủ nhật này với bà tử thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy nửa kia của bạn là người thấu hiểu và với bạn tuổi thì nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận và tìm ra cách để giải quyết sao cho mọi việc được thỏa đáng hai người cùng suy nghĩ thì dù vấn đề có phức tạp đến mấy đi chăng nữa cũng đơn giản hơn rất chi là nhiều về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cẩn thận kéo lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ trở nên nóng nảy nói năng thiếu suy nghĩ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nghiêm túc làm việc chứng minh giá trị của bản thân tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia để cùng tìm ra cách giải quyết những khó khăn từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy vợ chồng có được sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 15 số 67 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tỵ do chịu ảnh hưởng của thương quan giáng họa cho nên bạn tuổi tỵ cũng trở nên suy nghĩ bi quan trong ngày hôm nay bạn tuổi tỵ có thể sẽ phải chịu sự gièm pha của đồng nghiệp hoặc là cấp trên xong với bạn đừng có vội nghĩ tới việc bỏ cuộc hay là trốn chạy bởi cái điều đó không bao giờ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất cho bạn và với bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp về học tập thi cử của bạn cũng không được máy thuận lợi bởi vì vậy trước khi bước chân vào một cuộc thi với bạn tuổi tỵ cần phải rèn luyện cho mình bạn lĩnh thi cử không nên hoang mang sợ hãi khi mình không giải quyết được một câu hỏi nào đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có hòa sinh cho thọ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tử tỵ đang có được mối quan hệ rất tốt, hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn, đồng thời cũng luôn ở bên nhau mọi lúc khó khăn. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa không nên nghĩ tới việc trốn chạy hay là bỏ cuộc từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc rèn luyện bản lĩnh để không đầu hàng trước khó khăn từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không nên quá lo lắng nếu mình chưa giải quyết được vấn đề từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có mối quan hệ hòa hợp với nửa kia của mình. và đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 55, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi ngọ do chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hại cho nên bạn tuổi ngọ trở nên nóng nảy và mất bình tĩnh bạn tuổi ngọ thường xuyên to tiếng với mọi người vì bất cứ nguyên nhân gì dù là lớn hay là nhỏ Điều này khiến cho mọi người đang có ý tránh tiếp xúc với bạn và làm cho bầu không khí nơi làm việc càng trở nên căng thẳng hơn. Với bạn tứ ngọ, tính thiếu kiên nhẫn cũng khiến cho bạn mệnh dễ dàng gác lại những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn tử ngọ cần phải tự cổ vũ mình tiếp tục, bởi nếu như cứ bộ dở công việc dựa chừng, như vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ giải quyết được dứt điểm việc gì. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà Tử Ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ, cho dù với bà Tử Ngọ không thích nghe cha mẹ sắp đặt. Nhưng với bạn, vẫn luôn quan tâm tới đấng sinh thành của mình. Dù bạn có bận rộn công việc tới mấy đi chăng nữa, bạn cũng sẽ luôn sắp xếp thời gian về nhà thăm nhà hoặc là gọi điện hội thăm cha mẹ sinh ra mình về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ mất bình tĩnh sẵn sàng to tiếng với mọi người tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa thiếu đi tính kiên nhẫn trong những công việc khó khăn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ bỏ dở công việc dựa chừng tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc quan tâm tới gia đình đặc biệt là cha mẹ mình Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 35, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhất phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. từ Vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Mùi, xem tử Vi cho thấy, với bà tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu Mùi. Cái điều này khiến cho bà tuổi Mùi đang quá mức tự tin trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Mùi cho rằng mình có tầm nhìn xa trông rộng hơn tất cả mọi người cho nên không muốn nghe theo lời khuyên bảo của bất cứ ai và đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối. Và với ba tuổi mùi cũng cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người nghe cho dù bạn có hay là không có ý đi chăng nữa. Khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá đau to bố lớn khiến cho người nghe bị tổn thương. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình. Bởi chưa chắc hướng suy nghĩ của bạn hiện tại đã là chính xác. Và đôi khi thay đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận thấy được sự việc có hướng giải quyết rất chi là đơn giản hơn nhiều. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, quá mức tự tin, coi mình là nhát, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa chú ý cách nói năng chớ làm mất lòng người khác, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên cố chấp với quan điểm của mình, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc thay đổi góc nhìn sẽ khiến cho vấn đề trở nên đơn giản hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 24, số 50, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phụ trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Thân Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho nên đối với những bạn đang quản độc thân rất vượng vận về nhân duyên trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi thân có tính hài hước gợi mở hay giúp đỡ bạn bè cho nên dễ nhận được sự chú ý của người khác và đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng mối quan hệ, tìm ra người ưng ý với mình. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng một bầu không khí hòa hợp với các thành viên trong gia đình nếu như gặp phải vấn đề gì thì với bạn tuổi thân không cần phải ngại tâm sự với mọi người để cả gia đình cùng nhau tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể bên cạnh đó vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày của chính quan phù trợ cho nên bạn mệnh có được một ngày gặp nhiều thuận lợi bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho nên với bạn tuổi thân nhận được sự tin tưởng của bạn bè đồng nghiệp và lãnh đạo nữa về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên tạo cơ hội để người khác có cơ hội hiểu mình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ bầu không khí gia đình có được sự hòa hợp tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nhận được sự tin tưởng của cấp trên bạn bè và đồng nghiệp tử vi tuổi nham than thuộc mệnh kim tự tin thể hiện bản thân mình nắm lấy cơ hội trước mắt vài đánh giá của bạn tuổi than trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 30 số 71 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cá tường màu vàng kim màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi giàu tuổi tuất Từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dậu sẽ khiến cho mọi người thán phục và tin tưởng nhờ vào những kinh nghiệm phong phú của mình với bạn tuổi dậu đang có được sự tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng cho nên có thể hướng mọi người chinh phục được những khó khăn đi tới thành công tuy nhiên với bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này bạn cũng cần phải chú ý tới tính cách nông nội của mình và trước khi đứng trước những ngã rẽ bạn cần phải suy tính thật kỹ càng không nên mù quáng đâm đầu vào những việc nằm quá khả năng của mình Ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho nên với bạn tuổi Dậu đang gặp được nhiều điều như ý trong chuyện tình cảm. Cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu tình cảm đã chín mồi thì hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề hôn nhân. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có tầm nhìn xa trông rộng và khả năng lãnh đạo tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ không nên mù quáng đưa ra quyết định vội vàng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho dù với bạn tuổi tốt là người tốt bụng nhưng lại quá thẳng thắn trong cách nói năng và cái điều này làm cho bạn dễ gây ra những phản ứng trái chiều với người nghe dù mục đích của bạn có là tốt đi chăng nữa thì với bạn tuổi tốt cũng cần phải chú ý hơn tới cách diện đạt của mình trong công việc với bạn tuổi tuất ngày chủ nhật này bạn cũng cần phải cố gắng nếu như gặp phải khó khăn chứ không nên đầu hàng ngay lập tức nếu như nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình thì bạn cũng đừng có ngại ngần xin sự trợ giúp của bạn bè đồng nghiệp và những người có nhiều kinh nghiệm xung quanh mình và ngày này với bạn tuổi tuất nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn tiến triển được thuận lợi hơn bản mệnh có thể sẽ gặp được quý nhân nếu như chọn đúng hướng đi ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chú ý ăn nói nếu không muốn nhận phản ứng trái chiều tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc xin sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tốt thuộc mệnh thủy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 66, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi mão. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ cho nên với bà tuổi hợi đang có được cơ hội để khẳng định tài năng hoặc là vị thế của mình ngày hôm nay với bà tuổi hợi hoàn thành xuất sắc những công việc mà người ngoài cảm thấy hóc búa thậm chí là thoái thác không muốn nhận trách nhiệm về mình với bạn tuổi hợi, bạn cũng cần phải đặt ra cho mình những đích đến rõ ràng hơn, đừng có vội hài lòng với thực tại. Bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa dựa vào khả năng của mình. Vì vậy, bạn tuổi hợi hãy tiếp tục tiến lên, đừng có dậm chân tại chỗ để chung người khác có cơ hội vượt qua chính mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia không được mấy in bình và có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi bạn tuổi hợi cần phải trò chuyện thẳng thắn với nửa kia trước khi đưa ra bất kỳ phán xét gì trong ngày hôm nay về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa khẳng định được vị thế và tài năng của mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ chớ vội hài lòng với thực tại bạn có thể tiến xa hơn được nữa tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy đặt ra những mục tiêu rõ ràng hơn cho mình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim vợ chồng dễ hiểu lầm mau thuận với nhau tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy trò chuyện thẳng thắn trước khi đưa ra phán xét gì. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 48, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điền, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xửu, tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào hôm lại